Hello anh em Cano, đây là chiếc hoa sen bề ngang tới 2m4, hoa sen loại Ogata lớn à, mà nó bỏ thấy thì cổ thì có cổ nhưng mà đâu có thấy cái lũng lỗ nào đâu. Chiếc này chở đồ là vô tư, rất là bề ngang rất là rộng. Mình nghe 2m4, bề dài khoảng 7m mấy. Này nó kêu nó cho không à. Mà cái cổng cờ nó không có dám hứa là lấy. Này chở khách du lịch là cũng nhiều người mà chở đi câu cũng được, rất là nhiều người mà chở hàng cũng rất là nhiều hàng, mà ngang lớn. Trên đây thì còn vô lăng, còn remote Suzuki. Thấy không? Cũ mà thấy vẫn còn đẹp, không có lủng lỗ hàng gì hết nào. Đóng container để gì đóng không lọt, nó lật nghiêng lại, nghiêng lật đứng lên mở container mới lọt. Đây, chiếc tàu Suzuki này cũng ngon quá, mẫu mã thì ngon nhưng mà nó cũ, mẫu này thì quét dọn lại thiếu người mua. Đây là Suzuki F230. Xung quanh đi vòng vòng được, chính giữa có cabin. Tạo sức chứa tới 10 người, lớn ạ. Máy này đó, 75 người, mà cái máy này đem đi dục ghét. Bằng sắt. Cái này ai mà xài nữa. Câu đi tàu đi câu là ngon lành luôn. Nó này dọn lại cũng còn có đen lắm. Đẹp. Cái này mua rồi, hôm nào rảnh đi chở. Hôm nay lấy cái máy thôi. Máy về bán sắt cũng được. Kiếm không? Xong rồi kiện ra vô nó ăn cộng này, nó xong rồi đi về xuống bãi. Nào, nhỏ có luôn cái xe, nó có máy 5 người, xe không bị xét nè.